Xin chào các bạn. Có rất là nhiều người phụ nữ luôn quan tâm đến khí sắc, thần thái của mình và luôn mong muốn mình có được một làn da trắng, mịn màng, tươi sáng. Thì có một số bạn cũng hỏi mình là mình thường dùng những cái loại thực phẩm nước uống nào để có thể tái tạo được làn da sau khi mà mỗi ngày mình lên video thực hiện những chương trình dành cho các bạn xem, đồng thời làm như thế nào để có thể luôn cảm thấy người khỏe mạnh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một cái dòng nước uống của rất là nhiều các sản phẩm có thể giúp cho người phụ nữ tươi trẻ và lấy lại nguồn năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi bạn nhé. Mình thì vốn là người thích trà, nhưng mà mình cũng uống thêm một số các loại như là đây là cái hạt lúa mạch này các bạn. Cái này thì chúng ta có thể mua ở Việt Nam để các bạn uống nhé. Đây có ghi dòng chữ nè, Sato, không có sử dụng đường ha. Đây ghi dòng chữ là không sử dụng đường. Rồi ngoài ra thì mình cũng có uống đậu nành, sữa đậu nành. Đây, sữa đậu nành. Đó, đây là cái loại sữa đậu nành nha các bạn nha. Rồi óc chó đều có cái dòng chữ là không sử dụng đường ha, các bạn để ý ha. Hạt óc chó không sử dụng đường, hạt nhân cũng có nữa các bạn. Rồi uống các loại thực phẩm như thế này nè, cà rốt, các loại rau củ quả xay một ly thôi. Rồi uống trà, uống trà, nhà có trà rồi mà vẫn đi mua trà siêu thị uống. Cái này khoảng cỡ chừng 20.000 một chai, ở bên Nhật thì khoảng 99 yên, bao gồm thuế nữa là 100 yên, là tương đương với cỡ chừng 18-20 ngàn. Thì các bạn có thể mua uống những loại này. Đây, loại trà, trà xanh. Có rất là nhiều loại trà các bạn. Chai này thì mình đang uống rồi. Rồi ở đây cũng có những cái dạng như là cà phê pha sẵn sữa. Cái loại này thì khá ngọt, do đó thì chúng ta uống cùng với đá là vừa. Còn cũng có một loại cà phê đen như thế này nữa các bạn. Uống giảm cân ha, uống giảm cân và làm cho mình tinh thần sáng suốt. Nếu mà các bạn muốn uống ngọt á, mà các bạn không muốn dùng đường bỏ vào trực tiếp, thì các bạn có thể mua cái loại này. Cái loại này thì mình rất là thích. Đó, mình pha vào những cái loại thực phẩm như là hạt lúa mạch mà không có đường nè, mình pha trộn lại, hương vị nó rất là thơm. Nên mình thường hay lấy cái loại này, mình trộn vào cái này để mà mình điều tiết được cái vị ngọt trong cái sản phẩm. Chứ mình không muốn mua cái loại sản phẩm nó đã có đường sẵn, vì mình không có điều tiết được lượng đường ở trong cái sản phẩm đó theo ý mình. Nên đây là loại nước đường rất là được ưu chuộng tại Nhật Bản. Mình giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể đến các siêu thị, trung tâm mua sắm ở Aeon, hoặc khi các bạn có dịp đi du lịch đến Nhật Bản thì các bạn vẫn có thể hưởng thức được những cái món uống nhanh chóng, tiện lợi và lại đem đến cho các bạn sức khỏe nữa bạn nhé. Và hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Lời đầu tôi cũng muốn gửi đến tất cả các bạn xem đài và những người thứ ba một cái lời cảm ơn rất là chân thành, vì các bạn đã rất tin tưởng tôi, đã kể cho tôi nghe những cái câu chuyện có lẽ là đối với các bạn là một cái bí mật, nhưng mà các bạn cũng tin tưởng tôi. Và khi mà tôi lên một cái chương trình như thế này là tất cả mọi thông tin của các bạn đã được thay đổi và không nói rõ bạn là ai. Do đó bạn vẫn có thể nghe video của mình và giúp cho bạn ngày một ổn định hơn. Khi mà bạn yếu lòng thì bạn có thể nghe video của tôi để mà bạn cảm thấy giống như được ai nhắc nhở, đánh thức chính giấc mơ của mình trong thực tại, để giúp cho bạn tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn. Và hôm nay tôi sẽ cùng đến với các bạn trong một câu chuyện của người đang làm vợ mà yêu một người đang làm ở trong chính quyền. Tôi nói như vậy để tránh cái sự nhạy cảm cho người đàn ông đó và cho cả cái đối tượng là khách hàng của tôi, là thân chủ của tôi đã đến tư vấn đồng hành cùng với tôi một thời gian. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi sẵn dịp lên một cái video thì tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn luôn. Cô ấy năm nay khoảng 35-37 tuổi thì cô mới có chồng và có một con. Thì con cô lớn rồi thì cô rảnh rỗi, hai vợ chồng làm công việc buôn bán tại nhà. Cô quen biết cái người đàn ông này khoảng 10 năm, nhưng mà thực sự yêu nhau và có quan hệ tình dục là khoảng 3 năm gần đây. Chính vì vậy mà cô cảm thấy luôn luôn áy náy với chồng,
Cô nói rằng chồng cô rất là tốt, chồng cô rất đàng hoàng, tử tế, đạo đức. Và cô không hiểu vì sao lại bị dính mắc vào cái người đàn ông kia. Và khi mà tôi đã hỏi rất là nhiều câu hỏi với cô thì tôi cũng lưu ý với cô rằng tôi không có cái ý tấn công cô, và tôi không có cái ý là hạ nhục cô hay làm cho cô cảm thấy bị khinh thường, mà bởi vì tôi muốn làm cho cô nhìn nhận rõ vấn đề, nhìn đúng vào thực tế để cho cô biết là cô đang ảo tưởng và tưởng tượng và xây dựng cái hình tượng người đàn ông đang ngoại tình kia một mức thái quá. Tức là cô yêu người đàn ông đó, cô đang ngoại tình mà cô lại lý tưởng hóa người tình của cô đến một mức mà cô không nhận ra là cô đang tự lừa dối huyễn hoặc chính mình. Cô nói rằng người đàn ông đó sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ, bỏ công việc, bỏ tất cả mọi thứ để mà đến với cô. Thì người đàn ông đó đã lớn tuổi hơn cô nè, mà đã có con cháu nội cháu ngoại, có con dâu con rể rồi, mà bây giờ người đàn ông đó thì lớn tuổi sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ, mà công việc của anh ta là một cái công việc mà có tiếng ở vùng đó. Một người đàn ông chỉ vì một người đàn bà đang có chồng mà lại bỏ đi tất cả mọi thứ mình đang có, bỏ đi cái công ăn việc làm rất là ngon lành của mình, lại có quyền có chức sắc ở cái tỉnh cái xã đó, làm sao mà người ta dám bỏ tất cả mọi thứ để đi theo và lấy cô này làm vợ được, trong khi đó hai người thì nhà ở gần nhau. Cái điều này rất là vô lý và người phụ nữ này cứ tưởng đó là thật. Tôi mới đặt cho cô một câu hỏi như thế này: nếu mà người đàn ông đó đã quyết định lấy em á, đã hứa hẹn rất nhiều hoặc là đã xây dựng và bàn tính đến cái chuyện là về sống chung với nhau, vậy thì người đàn ông đó có mua cho em 1.000 m² hay là xây cho em một tòa nhà, hay là ít ra là anh ta cũng mua cho em một căn chung cư hoặc là đưa cho em vài tỷ đồng ở trong thẻ ngân hàng. Bởi vì người đàn ông đó có khả năng làm điều đó, vì người ta có quyền, mà người có quyền là người có tiền. Khi mà người đàn ông không có đề cập gì về vấn đề tiền bạc thì em nên hiểu như thế nào đây? Tôi giải thích cho em hiểu như thế này nè. Em nói rằng cái mối quan hệ của em á, cả hai đều không mong muốn liên quan dính dáng gì về tiền bạc. Tôi không có nói rằng người thứ ba yêu người đàn ông có vợ nhất định các bạn phải vòi tiền, moi tiền hoặc đào tiền của người đàn ông. Tôi không nói cái ý đó, mà tôi đang muốn nói cho các bạn biết rằng khi mà một người đàn ông á, mà người ta đưa tiền về nơi nào thì nơi đó chính là nơi nắm giữ trái tim của anh ta. Tiền đâu tình đó, các bạn nghe hiểu cái câu này không? Khi mà người đàn ông đã xem bạn là một cái điều gì đó quan trọng và đặc biệt tối ưu, ưu tiên hàng đầu trong những cái thứ bậc của anh ta mong muốn, thì tiền là cái điều đầu tiên anh ta đưa cho bạn. Nếu mà bạn không có một đồng xu cắc teng nào từ người đàn ông đó thì bạn hãy quên đi cái chuyện anh ta bỏ gia đình để lấy bạn. Bởi vì một đồng mà anh ta còn không đưa cho bạn thì làm sao mà anh ta dám bỏ rất là nhiều tài sản của anh ta để mà lấy bạn, khi mà cái mối liên hệ của anh ta lại liên kết với một người đàn bà khác là vợ của anh ta. Bạn có hiểu được vấn đề này không? Không phải là bạn muốn đào, bạn muốn moi hoặc bạn muốn vòi tiền người đàn ông đó là được đâu. Khi mà người đàn ông keo và xem bạn chỉ là rau sạch để ăn tráng miệng trong những thực phẩm mà họ đang tiêu dùng thì lý do gì họ phải bỏ tiền ra cho bạn? Bạn không phải là cái đối tượng đáng giá và xứng đáng để họ chi tiền cho các bạn. Họ cũng đánh giá các bạn là cái người đang ham tình dục, đang muốn tình cảm, đang muốn ái ân, đang muốn đi tìm của lạ, giống như họ cũng đi tìm của lạ, đi săn vật lạ, đi tìm những gọi là con bỏ lạc trên mạng hoặc là tìm những kẻ khác tình. Hai người cùng chung mục đích thì chẳng có lý do gì mà họ phải bỏ tiền ra nâng niu bạn. Họ không có nhu cầu yêu thương bạn nha. Họ chẳng qua là trao đổi với bạn, thỏa mãn cái sự cô đơn và họ đạt được cái khoái lạc tình dục mới mẻ khi mà sống với một người vợ già hơn bạn và nhanh nheo hơn bạn, hết cảm xúc với vợ rồi. Bây giờ bất chợt thấy bạn là một người đàn bà mảy mao, mập mạp, mũm mĩm, múp míp, nhìn thì rất là trắng sáng. Thế nên là anh ta vào ăn tráng miệng. Đó. Tôi nói như vậy để bạn nhìn thấy rõ vấn đề ở đây, bạn đang đi vào một cái con đường hoàn toàn sai trái. Cái việc tệ hại nhất đó là bạn đã biến cái thói quen tệ hại đó vào thành một phần cơ thể, vào thành
những cái luồng không khí mà bạn hít thở mỗi ngày và trở thành một cái thói quen đầy độc hại và tiêu cực trong khi mà bạn đang song hành cùng với vị hôn phối của mình, tức là người bạn đời của mình. Bạn đang có chồng, chồng bạn yêu thương bạn. Nếu mà giả sử như một ai đó mà thấy bạn được sung sướng, hạnh phúc như vậy á, và chính bạn cũng nói là chồng em rất tốt, thương yêu vợ con, giúp đỡ vợ, không có điều gì mà chê trách hết, kể về vấn đề tình dục này hay là ngoại hình chồng em rất là được, mà không hiểu tại sao em lại vướng vào cái người đàn ông đó. Thì tôi mới nói với bạn rằng chồng em chỉ có thiếu một điều là thường xuyên rảnh rỗi nhắn tin cho em thôi. Và chồng em không cung cấp được cho em cái loại vitamin gọi là vitamin tình yêu thiếu khát. Khi mà em đang cần những cái lời rủ rỉ thì chồng em đang mắc phải bê đồ. Chồng em đang phải chạy đi đưa con đi học. Chồng em đang phải mắc quản lý chăm sóc gia đình của mình. Thế nên là chồng em không có rảnh rỗi như người đàn ông kia để mà nhắn tin hỏi em ơi hôm nay em ăn gì, em thấy trong người như thế nào, em có cảm thấy buồn không khi mà không nhắn tin với anh chẳng hạn. Chồng bạn không thể nói được những lời như thế, bởi vì hoàn cảnh hôn nhân nó không đưa đến người ta cái ngữ cảnh ngữ điệu để mà nói những cái chuyện như thế. Còn đối với người mà đang yêu á, thì những cái câu như là lãng mạn ngôn tình, ví dụ như là, em có nhớ anh không, rồi em cảm giác như thế nào về anh, sao anh thích cái mái tóc của em quá đi, rồi em mặc bộ đồ này rất đẹp đó. Vì các bạn có cái hoàn cảnh mới quen nhau, mới gặp nhau thì các bạn mới nói, mới tám về những cái chuyện đó được. Còn với chồng của các bạn thì người ta sẽ thực tế hơn. Em ơi hôm nay em ăn gì? Em ăn gà, ăn bò hay ăn rau hay là ăn ngũ cốc để anh đi mua. Đó, chồng của bạn là kiểu người thực tế như vậy. Còn cái người đàn ông kia lại cung cấp cho bạn những cái vitamin lãng mạn, khiến cho dây thần kinh dopamine của bạn được hưng phấn. Bạn chạy theo, bạn nuôi dưỡng cái cảm giác được dung dưỡng trong cái thế giới màu hồng, và bạn có cái xu hướng lý tưởng hóa người đàn ông trong mộng của bạn là cái kẻ đàn ông cũng đang ngoại tình và yêu bạn. Và tất cả những người thứ ba khi tìm đến với tôi đều hỏi một câu là chị ơi, người đàn ông đó có yêu em thật hay không? Cái cảm giác yêu á, thì nó luôn thật. Bởi vì sao? Vì anh ta đã từng ở với bạn, đã từng chăn gối với bạn, đã từng có những phút hoan lạc với bạn. Những cái điều đó đâu phải là giả dối. Anh ta có cảm giác tình dục hưng phấn bên bạn là điều không sai. Yêu thì chưa đủ để nói rằng anh ta luôn bảo vệ bạn và cần có bạn. Vì nếu gọi là tình yêu á, thì nó phải mang đến cho bạn những cái điều hạnh phúc và mang đến cho bạn cái sự an toàn. Tình dục thì các bạn luôn cảm thấy hợp với nhau. Bạn cũng chia sẻ thật là em cảm thấy rất hợp. Thì em hợp về tình dục, em hợp về tình dục và em nhắn tin hàng ngày, thì người đàn ông đó đâu có nuôi em, đâu có cãi vã em, đâu có tranh chấp, đâu có phải cơm lo rồi tiền bạc hay là những mối quan hệ gì đâu mà phải cay đắng cắn đắng em. Em đến với họ ở trong một cái trạng thái là vui, luôn luôn vui, thì có cái điều gì đâu mà không hợp. Khi sống cùng với nhau, gặp những cái tình huống khó xử, những cái câu nói rồi những cái hành xử không được vừa mắt thì chúng ta mới xuất hiện những cái sự bất hòa trong giao tiếp. Còn ngày nào cũng em khỏe không? Rồi em ăn gì chưa? Anh nhớ em quá. Rồi em hôm nay thật đẹp. Toàn là sống trong cái trạng thái ngôn tình lãng mạn và sống như là đang ở trên mây, đang ở một cái trạng thái bị ảo. Thế nên là làm sao mà có cái chuyện gây lộn, làm sao mà có cái chuyện sống thật để mà thấy cái điều không hợp. Các bạn phải lưu ý một điều này, tất cả những người xem video của tôi hãy lưu ý điều này nhé. Không một ai phủ định rằng khi mà họ đến với một đối tượng bạn tình của họ, họ không thấy hợp. Tức là sao? Mọi người chúng ta tìm đến với đối tượng bạn tình đều hợp hết á. Nhưng mà sau một thời gian sống chung với nhau thì nó mới lòi ra những cái không hợp. Đó. Anh ta lấy vợ anh ta thì anh ta cũng phải thấy hợp với vợ anh ta mới lấy. Chứ có người đàn ông nào bị điên hoặc là có người đàn bà nào bị khùng lại đi lấy cái người không hề hợp với mình đâu. Trừ khi các bạn bị bắt ép hoặc vào một hoàn cảnh đổi trao, đổi tình lấy tiền để trả nợ chẳng hạn, thì bạn mới phải cam mình, gồng mình, ngậm đắng, nuốt cay để làm điều đó. Chứ bây giờ người ta phải hợp nhau về tình dục, người ta hợp nhau về tình cảm, người ta mới đi đến cái vấn đề là kết hôn. Sống một thời gian dài thì những vấn đề gọi là cảm xúc tốt đẹp nó giảm dần, và những cái mâu thuẫn trong hôn nhân ngày một tăng, và những thói hư tật xấu của người đàn ông hoặc người đàn bà không được chỉnh sửa khiến cho đối tượng bạn đời còn lại kia cảm thấy chán ghét và không thể gần được.
coi như là họ dần dần mất đi cái sự kết nối, do cả hai bên, một trong hai người không có một người chủ động mang cái tính hàn gắn. Ví dụ như là một người xây dựng, một người đập phá thì làm sao bạn hàn gắn được? Hai tay mới phát ra tiếng động, mới có âm thanh. Một tay làm sao mà bạn làm được cái gì? Bạn không thể làm được cái gì hết. Bạn dù tích cực đến bao nhiêu đi nữa cũng không phát ra được âm thanh. Thế nên á, là cái việc mà người ta cảm thấy hợp hay không hợp là do chính người ta có biết chỉnh sửa thay đổi mình để phù hợp với đối tượng bạn đời hay là không. Trong trường hợp của bạn á, do bạn say tình với người đàn ông đó 3 năm nay, thường xuyên đi khách sạn mà một tháng đi 2 lần, là tần suất rất là dày, và vẫn có tiếng đồn bạn là bồ của người đàn ông đó. Tiếng đồn đó loan ra thì chứng tỏ là có một ai đó đã nhìn thấy cái biểu hiện hành vi của bạn và người đàn ông kia, và họ đã biết đây là cặp trai gái chứ không phải là hàng xóm láng giềng sơ sơ. Chồng bạn cũng biết đến người đàn ông đó và cũng gặp người đàn ông đó, nhưng mà chồng bạn ngây thơ, chồng bạn nghĩ rằng ồ, anh em thì đi chơi với nhau vậy thôi chứ đâu có vấn đề gì. Nhưng mà các bạn thấy không, cứ người nào mà thân thân với vợ của mình, hoặc là người nào thân thân với chồng của mình là em gái mưa, hoặc là em gái nuôi, hoặc là bạn cũ, hoặc là bạn thân, hoặc là chị sếp, hoặc là cái đứa em gái chạy việc trong văn phòng, đều là những cái thể loại mà có thể trở thành một người thứ ba đáng sợ. Rất là nhiều người cảm thấy rằng mình thường xuyên gặp cái đối tượng đó ở nhà mình này, ở công ty của chồng mình này, mình không có nghĩ gì hết, nhưng mà đó chính là cái người mà có khả năng cao đang là tình nhân của bạn đời của mình. Bạn thì không kiêng nể gì hết, cái nơi gần nhà, rồi cái người đàn ông đó cũng thường thỉnh thoảng gặp chồng bạn. Nếu mà một người đàn ông mà xấu tính á, thì người ta nghĩ một đầu, trời ơi, tối hôm qua tao vừa mới ngủ với vợ của mày xong mà sáng nay tao đã đi nhậu với mày rồi. Thì các bạn có thấy nó quê không? Chồng của bạn á, bây giờ không gọi là bị cắm sừng nữa, mà gọi là bị trong cái trạng thái là sừng tuần lộc. Sừng tuần lộc là nó lên cả nhánh rồi nè, nó không phải mọc sừng nữa mà nó mọc nhánh luôn, mọc sừng xong mọc nhánh, nhánh của sừng. Tức là bạn đã cắm sừng lên đầu của chồng bạn liên tục 3 năm nay rồi. Cái điều này không biết có dằn vặt bạn hay không, tôi không hiểu được cái trạng thái. Giả sử như đêm hôm đó mà chồng của bạn muốn quan hệ tình dục, mà trong khi đó buổi sáng ban ngày bạn đã lỡ đi quan hệ tình dục với người đàn ông kia, cùng một lúc trong một ngày chỉ có mấy tiếng hồ thôi bạn cùng ngủ với hai người đàn ông, thì cái cảm giác của bạn không biết là nó có bị trơ ra không. Tức là bạn có cảm thấy lương tâm mình nó lên tiếng không, lương tâm nó còn có răng để cắn rứt mình hay là không. Đây là những cái phần mà có thể nói là một cái tâm lý hỗn loạn, nó khiến cho bạn đau khổ. Và hiện thời bây giờ bạn đang chìm đắm trong cái cảm giác bị đau khổ nè. Đó là một cái trạng thái bị trả báo nha bạn nha. Khi mà các bạn yêu thương một người đàn ông có vợ và bạn cũng đang có chồng, thì khi mà chia tay thì những nỗi đau nó sẽ nén bạn, những vitamin đau khổ nó sẽ siết chặt bạn, những tế bào thần kinh đau đớn nó sẽ tóm lấy bạn, nó bóp nát bạn. Bạn sẽ có cảm giác như hàng trăm hàng nghìn mũi tên nó đâm vào lồng ngực của bạn, khiến cho bạn rỉ máu. Đặc biệt trong những đêm đông ở bên cạnh chồng, cái sự lạnh giá và không thể nào quên được người đàn ông kia khi nằm bên cạnh chồng, đó là một trạng thái rất đau khổ của những người đàn bà khi mà vẫn còn yêu người tình và không thể quên được người tình. Cái việc mà bạn biết người đàn ông này 10 năm, yêu người đàn ông này 3 năm và bạn mới cắt đứt mọi vấn đề này trong vòng 1 tuần mà bạn đòi quên ngay họ là điều không thể. Bạn hiểu không? Tôi cũng rất là may mắn đã ra được những video vực dậy cái lương tâm của người thứ ba trong vấn đề tà dâm và tình ái. Người khách hàng này của tôi, vị thân chủ này đã xem video của tôi được 2 tháng và cô ấy bắt đầu có ý nghĩ đến cái chuyện là từ bỏ một người đàn ông đang có vợ. Một phần là do cô ấy ghen hờn vì người đàn ông chuyển công tác đi làm xa. Mặc dù nhà anh ta vẫn ở gần nhà cô ta, nhưng mà cái địa điểm làm việc của anh ta bị luân chuyển đến một nơi khác. Bây giờ các ban ngành chính quyền chính trị thường xuyên đổi luân chuyển để tránh cái tình trạng tiêu cực khi mà làm việc. Thế nên là người đàn ông này cũng bị luân chuyển đến một nơi khác để làm việc. Và anh ta sẽ đi đi về về, sáng đi chiều về, chứ không có ở gần nhà
người phụ nữ này nữa. Thế nên là cái việc mà gặp gỡ cũng khó khăn hơn. Và chính anh ta cũng nói cho người phụ nữ biết rằng đến nơi mới thì cũng có một cái cô chuyên nấu ăn, rồi cô chăm sóc anh này một cách rất kỹ lưỡng. Thì cái sự ghen hờn của người đàn bà nổi lên vì nghĩ rằng người đàn ông đó đang có một mối quan hệ khác. Và bản thân người bạn của vị khách hàng này cũng nói thật cho vị khách hàng này nghe rằng cái anh này anh dẻo miệng và anh sẽ có rất nhiều người ở bên ngoài chứ không có một mình cô này đâu. Và cô này á không nên đánh đổi gia đình mình vì người đàn ông đó. Cô này cô còn ảo tưởng đến một mức như thế này. Vị khách hàng của tôi nghe đến đây, bạn hãy chú ý cái chi tiết này nhé. Bạn đã về nói với cha mẹ của mình là muốn bỏ chồng để mà đến với cái người đàn ông đó. Nhưng mà tôi đặt cho bạn một cái câu hỏi nè. Cái câu hỏi này là câu hỏi trọng tâm nè. Câu hỏi này là câu hỏi hồng tâm trong vấn đề của bạn này. Người đàn ông đó không hề đưa tiền cho bạn. Người đàn ông đó chưa từng xây dựng cho bạn một cái cơ ngơi nào để cho bạn trở thành hậu phương của anh ta. Anh ta chỉ nói miệng là muốn bỏ tất cả để đến với bạn thôi. Vậy cho tôi hỏi, bạn là cái người nói với gia đình của bạn là bỏ chồng để đến với anh ta. Vậy anh ta có nói với vợ anh ta là bỏ tất cả mọi thứ để đến với bạn chưa? Chưa đúng không? Anh ta chưa có cái sự chuẩn bị gì cho cái việc sống chung với bạn hết, ngoài những cái lời nói dối, nói láo. Bởi vì bạn á, là người đàn bà khác tình, dễ bị dụ, dễ bị cám dỗ, nên anh ta đến với bạn, trải nghiệm cùng bạn vài đêm ân ái với nhau, vài đêm mà cũng 3 năm rồi. Thế nên là bây giờ anh ta đổi công ty, anh ta đổi chỗ làm, anh ta đổi đơn vị thì có người phụ nữ khác thay bạn làm điều đó. Bạn chịu không nổi, bạn ghen, bạn muốn quay về với chồng, bạn muốn có con với chồng, bạn muốn xây dựng gia đình mình lại để mà xóa tan đi hình bóng của người đàn ông kia. Thì cái điều bạn cần nghĩ đến đó là gì? Đó là sự kiên quyết của bạn. Bạn đừng có lý tưởng hóa người đàn ông đó. Người đàn ông đó không tuyệt đẹp như bạn nghĩ đâu. Người đàn ông đó chỉ lợi dụng bạn và xem bạn như là một món rau sạch ăn tráng miệng. Và khi mà chán cái loại rau này thì người ta ăn sang cái loại rau khác. Bạn hiểu không? Anh ta chỉ là một con sâu ăn rau chứ không phải là cái người mà đem đến cho bạn hạnh phúc. Nên bạn đánh đổi cả một gia đình mà bạn khẳng định là chồng bạn là cái người đạo đức đàng hoàng tử tế, bỏ chồng đi sẽ hối hận. Bạn biết như vậy rồi thì còn gì đâu mà tiếc cái người đàn ông kia. Bạn hãy xem đây là một vết nhơ trong cuộc đời của mình, một cái chấm đen trên chiếc áo trắng mà mình đã lỡ tay nhúng vào và chạm phải cái áo đó. Bây giờ mình biết sai rồi, mình dừng cái sai lại. Bản thân tôi cũng không thể nào chỉ trích hay là khinh thường bạn, bởi vì tôi không có cái tư cách đó, mà tôi chỉ là cái người nâng đỡ bạn, dìu bạn qua những cái cảm giác đau khổ khi mà bạn đang vướng mắc phải một cái thực trạng khó có thể giải bày cùng với ai. Khi mà bạn tìm đến với tôi, bạn chia sẻ những vấn đề cùng với tôi, thì tôi cũng nhận định bạn là người thứ ba đang gặp những cái vấn đề như thế. Vậy thì cái việc mà bạn rời bỏ người đàn ông đó cần thiết, bạn thấy rằng thực tế bạn phải làm điều đó. Vì những cơn đau đang hành hạ bạn, vì cái nỗi khổ tâm đó đang xâm chiếm bạn, bạn đang muốn chạy về phía chồng, xây dựng tình cảm với chồng để tránh xa người đàn ông kia đi. Nhưng mà thâm tâm bạn chưa thể quên được người đàn ông đó. Thời gian sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn không nên nôn nóng. Vì có nôn nóng đi nữa, bạn cũng không thể nào thay đổi thói quen một cách đột ngột được. Bạn mới cắt đứt với anh ta khoảng một tuần nay, trong khi bạn quen anh ta 3 năm rồi. Thì cái thói quen hàng ngày nhắn tin á, nó cũng gần như là một loại chất nghiện, nó làm cho bạn nghiện. Bây giờ bạn cần cai nghiện cái thói quen nhắn tin hàng ngày với anh ta, cai nghiện cái cảm giác đam mê nghiện tình dục ở anh ta. Bởi vì khi đến với anh ta, bạn được thỏa mãn về thân xác, bạn được thăng hoa về những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, đời sống tình cảm của bạn được chăm sóc. Bây giờ bạn không có những cái yếu tố đó, bạn quay trở về với chồng, bạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người thiếu thuốc phiện. Thì ở trong một cái trạng thái bạn đang cần cai nghiện như thế, bạn phải nỗ lực. Không cần phải nói gì hết, chỉ cần im lặng và thực hiện như ngày hôm nay tôi tư vấn cho bạn. Không gặp người ta, không nói chuyện với người ta, không liên lạc với người ta. Bạn thấy đó, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể nhìn thấy vợ người ta, bạn vẫn có thể đi ngang qua nhà người ta. Thế nên bạn phải tránh xa những cái vấn đề như vậy đó ra. Và việc mà chồng của bạn gặp người đàn ông đó, tôi nghĩ là bạn nên né ra. Bởi vì cái người đàn ông kia không phải là một người đàn ông tốt. Vợ của thằng bạn, gái cơ quan,
con của thầy, những cái mối quan hệ rất là gần, người hàng xóm của nhà mình cũng không nên chạm tay vào. Cái nào cúng thì mình phải biết đường mà cúng, chứ không phải là chúng ta tạp đến mức mà lẫn lộn hết. À, cái việc mà mình nghĩ rằng mình đã từng ngủ với một người đàn ông nào đó gần chòm xóm của mình, đi ra đi vào gặp vợ người ta, rồi ở đó cũng có tiếng đồn mình là bồ của người đàn ông đó, thì quả thật là cái chuyện này đã rất là nhiều người biết rồi. Nhưng mà thường thường trong chuyện ngoại tình á, thì cái người bạn đời của mình thường là cái người biết sau cùng nhất. Anh ta, cái đối tượng nhân tình của bạn còn sợ chồng của bạn chém anh ta, thì làm sao anh ta dám bỏ tất cả mọi thứ để mà lấy bạn? Lấy bạn được cái gì ngoài một cái thân xác của một người đàn bà đã bị người đàn ông khác hưởng trọn cái hương đầu? Bạn chỉ là nước dảo, nước thứ hai. Anh ta mất tài sản, mất công danh, mất địa vị, mất tiếng tăm, bao nhiêu bổng lộc của anh ta đánh đổi lấy một người đàn bà như bạn. Bạn nghĩ xem anh ta có bị ngáo để mà anh ta làm vậy không? Tôi đặt cho bạn một câu hỏi như vậy để cho bạn thấy rằng giá trị của bạn không đáng để anh ta đánh đổi mọi thứ để có được bạn. Chỉ nhìn vào cái yếu tố anh ta không cho bạn một cái gì thì cho thấy rằng một cuộc tình cho không biếu không, tặng không, dâng hiến không, hàng miễn phí, không phải chịu trách nhiệm gì. Thế nên là bạn đừng có ảo tưởng là anh ta sẽ lấy bạn. Vì khi lấy bạn là anh ta đã chuẩn bị cho bạn trở thành một hậu phương vững chắc. Bạn chẳng có cái gì chắc trong tay hết. Bạn toàn là lắm đến lưỡi. Thì lưỡi đây là lưỡi, lưỡi miệng lưỡi. Bạn chỉ nắm được cái miệng lưỡi của anh ta. Bạn chỉ nghe thấy lời nói thì bạn nắm thế thôi. Chứ còn thực tế là anh ta không hề chuẩn bị cho bạn trở thành một người vợ của anh ta. Anh ta chưa từng xem bạn là vợ của anh ta. Anh ta chưa từng có ý định sẽ kết hôn với bạn. Anh ta cũng chưa bao giờ nói vợ anh ta là anh ta muốn chia tay hay là anh ta muốn nghỉ việc để anh ta đến với bạn. Anh ta không hề chuẩn bị những cái yếu tố đó với bạn. Thế nên là bạn quá ảo tưởng, quá mơ mộng, quá tưởng tượng, không hề thực tế một tí nào. Với một người đàn ông mà bạn của bạn, một đứa bạn thân của bạn đã nhận xét là người đàn ông này rất là dẻo miệng, không an toàn, không đáng tin và nhìn cái mặt rất là bần và bẩn bẩn, đẻo đẻo. Khác hẳn so với chồng của bạn, thì bạn phải lắng nghe cái người bạn thân đó, cái cảm nhận của người bạn thân, người ta nhìn thấy cuộc sống của bạn sát sườn thì bạn nên chú trọng và nên để tâm cái lời của người ta, chứ không phải là lao vào tình ái như một con thiêu thân rồi bất tận giãy giụa trong cái đống bầy nhầy đó mà chỉ có một mình bạn khổ đau thôi. Còn anh ta không có nghĩ gì về bạn đâu, anh ta chỉ nghĩ là bạn là rau sạch, anh ta là con sâu ăn rau, bạn hiểu không? Bạn đã phá hủy cuộc đời của mình vào cuộc chơi của kẻ khác, biến mình thành rau sạch để cho con sâu đó phá hoại. Bạn hiểu nhé. Sau này thì để tránh cái cảm giác đau khổ thì tôi nghĩ rằng bạn nên mua cái máy niệm Phật đeo ở trên ngực á, để tiếng niệm Phật giúp cho bạn luôn luôn có được cái sức mạnh, được trấn tĩnh, và bạn sẽ cột tâm mình vào cái câu niệm Phật để bạn quên đi anh ta. Và bạn ở bên cạnh chồng thì chồng cũng sẽ giúp cho bạn quên dần anh ta. Việc mà bạn muốn có con với chồng có cần thiết hay không á, thì bạn cần phải bàn luận với chồng, vì đây là một cái vấn đề ngoài cái dự kiến của bạn. Bạn cũng phải suy nghĩ đến một yếu tố như thế này này. Bạn muốn có con với chồng để gắn bó bản thân bạn với chồng của bạn. Nhưng có một cái điều mà bạn chưa nghĩ ra, đó chính là khi mà bạn có con rồi, bản thân bạn không thể quên được người đàn ông kia, thì cái đứa con đó nó có được bạn yêu thương và được chăm sóc hay không? Thế nên là đừng có lấy đứa con ra để làm một cái vật thế thân để bạn phải ép mình quên đi một ai đó. Vấn đề chính yếu là bạn sinh ra một đứa con là trong tình yêu thương với chồng, chứ không phải là sinh ra đứa con để bận rộn hơn, để rồi cột mình vào đứa con đó. Nếu bạn cứ nhìn đứa con đó mà nghĩ đến cái người đàn ông kia thì sao? Thì tôi cũng hỏi thẳng thắn với bạn là bạn có phải là đang mang thai với người đàn ông kia hay không? Thì bạn khẳng định rằng không, bạn không có mang thai với người đàn ông kia, mà dự kiến của bạn là muốn có con với chồng của bạn. Việc mà có con chỉ nên nghĩ đến khi mà bạn có một tình thương, bạn chuẩn bị đầy đủ kiến thức, hành trang để mà chào đón đứa bé đó một cách gọi là đón nhận một món quà dành cho chính bạn, bạn nhé. Đứa con không phải là một cái lý do, một cái cớ, một cái điều gì đó để bạn vịn vào đó để mà làm một điều khác.
Thế nên hãy suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định để tránh những cái tổn thất hoặc là hối hận về sau dành cho tình huống của bạn bạn nhé. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong tình huống này, và đặc biệt có những cái điều gọi là quá bí mật riêng tư thì tôi đã tư vấn dành riêng cho bạn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.